khi mình không để ý á các anh. Ừ chỗ đấy. Nhiều khi mình không để ý ấy. Vừa qua em chả bán hàng đâu nhà em, nay nhiều hàng lắm rồi không bán nữa. Bán mãi chả đóng kịp, đầy nhà. Còn hồ đẹp nữa. Cái này em không bán anh ạ. Cái này em không bán, canh mua là rẻ hơn chứ em mà gửi cho canh là nó sẽ mất hai lần tiền cước còn đắt. Đây nhá, ví dụ nhá, cầm cái điện thoại kia để lấy cái đèn flash soi em. Ví dụ khi các anh phát hiện cây nó có một tí đốm đốm vàng này, từ lấy đèn soi cho các bác nhìn cho rõ. Đây là cây sen hồng Hàm Yên. Đấy, em soi cây suốt ngày luôn ấy. Sảnh ra mùa này là hay thối lắm vì nước mưa này, các anh nhìn nước mưa này, gần như là ngoài trời ấy mà. Đây này, khi mà nhìn cái dấu hiệu thế này là cây đang bị chuẩn bị nhiễm khuẩn rồi này. Mình chấm cái nó sẽ không bị lây nữa. Không là ăn gục thân đấy. Rất là nhỏ thôi này. Đấy, bỏ đây ra. Các bác nhìn nhá. Ôi chói quá nhỉ. Các bác nhìn thấy cái đốm vàng kia chưa? Vàng nhưng mà nó là vàng trong nhá. Vàng trong là phải chấm ngay. Còn nếu mà vàng khô thì không phải chấm. Đây này, cái đốm chỗ này này. Chỗ này này. Nó là vàng trong thì phải chấm ngay. Ban ngày rõ chứ tối đây không rõ lắm. Đây các bác nhìn này. Soi dưới lên nhìn rõ này. Đây nhá, mình soi dưới lên mình nhìn thấy được cái vết này là mình phải chấm. Anh thấy nó có một cái lỗ hổng trong đấy chưa? Đấy, mình đơn giản đấy. Các bác tối soi cây này, cứ soi này, này. Nhìn xem cái chỗ cây nào mà nó bị vàng trong thế này là mình phải chấm. Vàng trong như vậy là phải chấm. Không chấm là nó sẽ bị thối lây sang cái lá này. Xong rồi nó rụng lá, xong nó lây sang thân, nó mất ngọn đấy. Đơn giản vậy thôi này, các anh nhìn thấy chưa? Đấy, mấy hôm nay đang mưa. Bụi thân chi chít không kích đâu anh ạ. Khẳng định là không thể kích được. Em bán hàng thật thà lắm. Đây những cái vết này thì không cần này. Cái vết này thì không cần thiết đâu. Nhưng mà riêng những cái vết mà soi dưới lên mà nó trong này nhá, là mình phải chấm. Không chấm là nó sẽ. Đây là nhiễm khuẩn rồi đấy. Cây này bị nhiễm khuẩn rồi này. Mấy hôm nay mưa em không ra vườn nên không để ý này. Ngồi xem live chống phát 30kg vào chậu. Em chịu anh rồi. Các anh để ý chưa? Đấy. Nếu mà bác nào mà mình không phát hiện được ấy, mình không biết cách phát hiện thì buổi tối mình cầm cái đèn này mình đi soi đây này. Đấy, mình soi những cái cây mà nó nhiều tiền á, mình soi này, mà có cái đốm nào nó vàng vàng trong trong mà mình soi lên nó trong này này là mình chấm đi, nó sẽ không bị lây nữa vì đây là dấu hiệu cây bị nhiễm khuẩn này nhá. Cây bị nhiễm khuẩn này. Thân này thì chưa thấy phát nào này, thân này thì không thấy phát nào. Đấy. Thân này thì không có thấy. Đấy, mùa này nước mưa nó hay bị vậy lắm anh ạ, sảnh ra nó nhiễm khuẩn ngay. Mà ví dụ nhá, cái chỗ này là bị nó bị cái con ruồi hoặc con gì nó chích này. Xong là chẳng may nước mưa nó vào ấy, nó ướt ấy, cũng như vết thương của mình ấy, đáng nghe nhá, đứt tay mà để khô thì nó sẽ tự lành, nhưng đứt tay mà đi nghịch nước bẩn ấy sẽ nhiễm trùng. Đại loại vậy anh, nhiễm khuẩn. Đây này. Cái này mà không xử lý ngay là nó sẽ rụng lá này. Nó lây ra mất ngọn gục thân luôn ấy, đi cả chậu ấy. Mùa này nhanh lắm. Bây giờ em sẽ xử lý cái này nhá, và ngày mai hoặc ngày kia em sẽ quay lại một lần cho các anh xem. Túi cảm ơn chị, cái chậu kẻ trên kia nó có mấy cái lá thối, hai cái lá thối này. Nhìn thấy chưa? Một cách phát hiện bệnh rất là đơn giản đối với những bác mà không nhận diện được bệnh. Cực dễ luôn. Cái chậu bé tí này. Trước mặt đi, trước mặt bên kia cơ mà. Đây này, có một chậu em cố tình em để cho nó thối hẳn ra để cho các bác nhìn cho rõ. Em định làm video mà em lười quá. Chả thời gian là. Đúng rồi. Đây này, chậu này nhá, em đã cố tình em để cho nó thối hẳn rồi nhưng mà lại em lại phun mất một lần Zilumin rồi, nó cũng khô rồi. Đây này. Những cái vết như này là mình chấm đấy. Cái vết này nhá, đầu tiên này, ví dụ cái vết này đầu tiên nó cũng như thế này này. Đấy. Mình để khoảng 3 hôm nó sẽ lây giật như thế này. Nếu như không xử lý nhanh cái này nó khô rồi. Em nay phun một lần Zilumin nó cũng khô rồi này. Vết Staller nó khô rồi. Không phun từ sáng rồi nó khô rồi này. Cố tình để quay video mà bận quá không có thời gian quay. Mình không xử lý nhanh á, nó sẽ rụng lá này, thối nhũn luôn ấy. Đi cả chậu. Không có lây ra vườn ấy. Một lầy trồng lan này, nó không để ý là mất cây. Đấy, cái này em mua là 280.000 một bộ. 4 mic tiền ship là 320.000, nếu mà gửi về cho các anh là 360. Anh Hiếu lấy không? Mai em gửi cho 360 bộ. Đổ một ít, một lượng thuốc cũng vừa phải này. Tối mình là cầm xong mày quay chị. À từ mày phải ra mày cầm chị cái dây rút nữa. À mày cầm đây rồi à? Mạnh nhanh gớm nha, nhưng mà cầm kéo rồi cắt. Lấy cái dây này, chấm này. Mày nhá, sẽ lấy cái dây này. Lấy cái dây này.
cái này phun thuốc không ăn thua mấy đâu, phun thuốc có lâu khỏi lắm, mình chỉ có điều trị tại chỗ xong rồi mình phun phòng cả vườn cả cây á thì nó cũng ok, chứ còn nếu mà để mà chờ phun á lúc mà nó hiệu quả lưu dẫn thì cây nó nghèo rồi. Này cầm này đây nhá các anh nhìn nhá, đổ nếu như mà nó bị một cái lá hai cái lá trên cái cây như sen này thì mình chỉ đổ một ít thế này thôi này, đổ nhiều nó phí, em tiện em làm luôn đấy, giờ không bán hàng nữa, nay bán thế đủ rồi. Mình áng chừng thôi mà. Đây cho 2, 3, 4, 5, 6, 7 giọt nhá. 7 giọt thôi này. Tôi 1 giọt là 8 giọt này. 8 giọt này. Cái này cũng thế luôn này. Hai cái này cho bằng nhau mà. Em cứ cho áng áng thôi. Em 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. 8 giọt nhá. 8 giọt thôi. Nếu mà thấy nó loãng quá thì cho thêm cái bột ấy vào một tí, không ảnh hưởng gì, cái này pha áng chừng không cần phải liều lượng chính xác đâu. Tất nhiên liều lượng chính xác sẽ tốt hơn nhưng mà thời gian đâu mới đong đếm, thiết bị đâu đong đếm được các bác đây, ngoáy cho nó quyện như thế này này. Các anh cứ làm mà xem cái bộ này nó hiệu quả kinh khủng luôn. Ô anh bộ à? Để mai em đặt. Mai em đặt 10 bộ về. Em gửi cho các bác. Nhà em còn 2 bộ nữa. Mai gửi cho anh Thanh, anh Hiếu một ảnh bộ. Em mua về em để phòng ấy. Thì thoảng của anh nào gấp lắm thì em gửi. Đấy nhá, quay như này nhá. Xong rồi mình bôi này, mình bôi cho cái sen trước đi. Quay cái sen này. Đấy nhá, mình sẽ nhìn này. Mình sẽ nhìn cái điểm nó bị nhá, các bác nhá. Nhìn cái điểm nó bị này. Nếu mà không biết phát hiện thì cứ như em bảo là so đèn flash từ dưới lên này. Anh nhìn, nhìn thấy chưa? Quay ra đây em. Nhìn cái này này. Nhìn này. Các bác nhìn hai cái điểm nó bị chưa? Lá trên lá dưới đây, nhìn rõ chưa? Lá trên và lá dưới này. Thì mình sẽ chấm cả mặt trên mặt dưới luôn nhá. Hiệu quả mà cái này tốt cực luôn này. Đơn giản mà hiệu quả. Lấy thuốc làm sao chỉ cần bôi vào cái vết này đủ là được, không cần bôi nhiều đâu, bôi nhiều nó cháy lá đấy. Cái này mà lá non nó cháy mất ngọn luôn ấy. Đấy. Không phải chích gì cả, cứ bôi vậy cho em là được. Đây này, đó. Được. Ok chưa? Một nhá. Cái bên trên này chưa rõ nhưng mình so đèn mình phát hiện được thì mình cũng bôi luôn này. Đấy, mình sẽ bôi luôn. Kinh nghiệm thì chẳng bằng ai đâu, nhưng cứ thích khoe các bác. Xong rồi mình sẽ lật mặt dưới và mình sẽ bôi một lần bên dưới nữa. Sẽ bôi một lần bên dưới nữa. Cái này không xử lý á, chỉ cần mưa 2-3 hôm là xong cái lá, xong cái ngọn này á các anh. Đi cái ngọn này luôn á. Bôi bên dưới nữa nhá. Mai nó sẽ khô hẳn luôn, nó sẽ không bị lây lan nữa. Ok. Nếu mà dư quá thì bôi đây này, mấy cái vết này bôi cho nó đẹp lá cũng được, không sao cả. Vấn đề gì luôn. Kìa nhìn 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 nhìn. Làm thì biết nhìn xung quanh, cứ nhìn chằm chằm vào một chỗ. Hết chưa? Hết rồi nhá. Đến cái này. Anh cứ nhìn đúng cái này cho em nhá. Nhìn nhá, nhìn cái tình trạng của nó chưa. Bây giờ sẽ bôi vào tối mai nhìn lại nhá. Tối mai sẽ nhìn lại luôn cái này. Anh là mai muốn xem cái này nhắc em. Mai nó khô hẳn luôn. Sau 24 giờ nó sẽ khô hẳn luôn và dừng thối nhá. Và không mất lá này. Các bạn nhìn cái vết này. Nhìn cái vết chưa? Hôm đó em biết rồi nhưng em cố tình để cho nó loang to ra để em quay video. Nhưng mà em bận quá, em chẳng thời gian mà quay. Thế là sáng nay tiện phun cái lô thân lá là phun luôn cái này. Thì nó khô luôn rồi, em phun cái Stalo nó rất là hiệu quả. Đấy, em thường thì em sẽ bôi cả mặt trên mặt dưới cho nó chắc ấy. Còn bình thường người ta chỉ cần bôi một mặt trên là được. Nhưng mà em cứ kiểu chơi ăn chắc ấy, bôi cả mặt dưới luôn. Mình ăn chắc mặt bền đi, sợ hỏng cây lắm, bôi cả hai mặt. Tối mai anh là muốn xem cái lại cái này thì bảo nhá. Đấy nhá. Để đây.